gì thấy không? Người ta đất lành chim đậu như vậy nha. Nhà em đã có một bộ ổ ong bây vô. Trời ơi. Nè bây giờ mọi người xe clip thật nhiều đi nha quý vị nha. 5.000 xe em sẽ chích ổ ong cho chích mặt em chơi. Để em chích cho. Trời ơi quý vị bây giờ mọi người xe clip thì thật là nhiều đi. Ổ này mới làm anh ơi 2-3 ngày gì à? Là có mặt chưa? Chưa mặt đâu. Chích đi ông, chích đi ông, chích cho mặt lâm bự đi ông, chích đi mày rung, mày rung nó chích nha. Mẹ mày. Dạ anh 1-2 bao phé xong bỏ chạy. Thôi mày có điên quá mày ơi. Lớn rồi chơi vậy. Chơi mất dạy vậy hả? Mày chơi cho mất dạy đã. Hồi đó em chơi em phé xong bỏ chạy. Giờ mình cột nạt lại anh. Giờ mình cột nạt lại mình dúi cái đầu nó vô đó cho chích chết. Dạy vậy. Bây giờ ba má mày đang trong nhà có ai lỡ lấy cục đá chọi nhà ba má mày đuổi ba má mày đi mày chịu không? Hả mày? Mày chơi chơi mất dạy, gia đình tao đang tụ tập mày cho mày rung cho đó. Thằng mất dạy. Quý vị đằng kia có đôi bướm kìa quý vị ơi. Bướm vàng tung tăng kìa muôn cánh hoa. À má chồng toàn má chồng toàn cây dễ thương. Nào là hoa là rau là lúa, còn ba chồng toàn cây dễ sợ. Cây xù xì cây lại có gai, cái gai bưởi đùng nhầm là chảy mau. Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u u da. Xưa hột gà dính vào là rách áo. Cây dừa cao eo ôi ôi là cao. Quý vị ơi, chắc chắn là mọi người đang thắc mắc là ủa thằng này nó bị khùng hay sao? Mỗi lần mở clip ra thì nó đều hát nha vị nha. Thì Lâm hát về để kéo dài thời gian và để tăng thời lượng nha vị nha. Chứ nói hoài không biết nói gì hết. Phải ban đầu phải hát đồ này nọ để mà mình kéo giờ, thấy không? Ví dụ nhiều khi bây giờ clip 10 phút, 12 phút mới có người coi. Chứ clip mà 2-3 phút ai coi. Cho nên dù nhiều khi mình có bài hát nào mình chèn vô. Nhưng mà ngày hôm nay là sẽ review cái rất là đặc biệt mọi người. Đó chính là cái cây măng cục nhà Lâm nha vị nha. Xin mời. Nó bả có chút ép xíu à. Mà bây giờ bả một nùi trái luôn. Đây. Trời ơi quý vị coi nè quý vị. Trời ơi nhà có cây măng cục là giàu liền quý vị. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tết là mình chưng cái măng cục được không ta? Không được đúng không? Không. Mày làm gì vậy? Vô đây, em cho gì coi nè. Trời ơi. Ủa anh. Không không. Hồi nó chích đó nha Đức ơi đừng vô Đức ơi. Ủa, con mèo. Không em bắt được. Thôi đừng có bắt đứa tao lại mà nó ra nó chích một cái mặt tao sưng như cái nè, quý vị coi nè. Trời ơi măng cục nó vậy. Bốc mèo này. Gì? À ông ruồi. Đó, mày quay cái ông rùi coi. Ông này mình bắt được mà. Ông này, ôi nhưng mà ông này cọc ông trái nha. Đó, 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 vô tao quay coi. Sao nó bắt đi anh để nó về nó hư á. Thôi đừng có bắt nó. Ông này nó lửa. Thôi Đức ơi nó bay ra bây giờ. Nó biển này không bay. Lửa đốt. Ê cái cây. Ủa mình bắt được rồi nó về rồi. Trời ơi cái gì hay ổ ông cái gì. Còn gì nữa hả? Sao sao lắc ông rùi tái mà. Ông này có mặt đó. Thôi để cho nó ở đây đi. Thôi cái gì thấy không? Ông này có mặt nó ngọt lắm. Người ta đất lành chim đậu nha vị nha. Biết làm gì á? Nhà em đã có một bộ ổ ong bây vô. Trời ơi. Nè bây giờ mọi người xe clip thật nhiều đi nha quý vị nha. 5.000 xe em sẽ chích ổ ong cho chích mặt em chơi. Để em chích cho. Trời ơi quý vị bây giờ mọi người xe clip thì thật là nhiều đi. Ổ này mới làm anh ơi 2-3 ngày gì à? Là có mặt chưa? Chưa mặt đâu. Chích đi ông, chích đi ông, chích cho mặt lâm bự đi ông, chích đi mày rung, mày rung nó chích nha. Mẹ mày. Dạ anh 1-2 bao phé xong bỏ chạy. Thôi mày có điên quá mày ơi. Lớn rồi chơi vậy. Chơi mất dạy vậy hả? Mày chơi cho mất dạy đã. Hồi đó em chơi em phé xong bỏ chạy. Giờ mình cột nạt lại anh. Giờ mình cột nạt lại mình dúi cái đầu nó vô đó cho chích chết. Vậy. Bây giờ ba má mày đang trong nhà có ai lỡ lấy cục đá chọi nhà ba má mày đuổi ba má mày đi mày chịu không? Hả mày? Mày chơi gì chơi mất dạy gia đình tao đang tụ tập mày cho mày rung cho đó. Thằng mất dạy. Quý vị đằng kia có đôi bướm kìa quý vị ơi. Bướm vàng tung tăng kìa muôn cánh hoa. Muôn hoa khoe nở kìa bướm bướm đó hả? Nó lại hát quý vị ơi. Nó lại hát chứ bây giờ biết nói cái gì đây. Trời ơi cái ổ ong đã quá quý vị. Cái cây măng cục đã quý vị. Trái xum xuê vậy thấy không? Ôi trời ơi. Ông nè quý vị ơi. Trời ơi. Quý vị thấy không? Đã không? Trời ơi. Quay đi, quay anh đi. Đó, bây giờ thì Lâm sẽ đi review quý vị nha. Có mang cầu không? Quý vị ơi, mọi người đang thắc mắc là tại sao đây là nhiều nhà vậy đúng quý vị? Tại vì xây chơi vậy thôi. Đó, mắng cầu đó mẹ.
Ngon quá. Chôm chôm nè. Mì phi. Nước rất là trong quý vị nha. Đây, thấy không vậy? Nước ở đây là nước rất là trong khe nha quý vị nha. Thấy không? Ở đâu có dán mỡ gì đâu. Thấy không? Trong khe, dễ thương. À. Chín chưa? Sắp chín rồi. Thấy không ạ? Cái này đem về vú 2-3 ngày nó chín rồi cô. Vú nó chín. Đang ngon. Cái con bù rồi. Hái đi, hái đi, hái đi. Rồi để tao hái nha. Đó, để làm hái để mà có cái để mà quay nha quý vị nha. Đó, ba trồng toàn những cây ghê sơ, cây xù xì, cây lại có cây kiến nè Phong ơi. Kiến. Ủa sao hái thì anh dành hái mà kiến thì anh chụp qua em vậy anh Tâm. Thì đó. Rồi bây giờ xin mời mọi người hãy cùng theo đến với căn nhà của em Lâm nha. Xin mời mọi người. Đây, đây cái bàn thiên quý vị nha. Ờ cái bàn thiên lâu lắm rồi. Ngày xưa nhà mình ai có cái bàn thiên ha. Đúng rồi. Đặt đứng ở đây đi. Cái bàn thiên nha. Đây là cái bàn mà có thờ có thiên mà có duyên chích liền làng đạt như vậy nha. Đứng đó, đây. Có gì vậy mà? Lại. Xin mời mọi người vô cái ghế sofa nhà Lâm nha. Đây là cái ổ khóa nha vị nha, ổ khóa. Không? Đơn giản thôi. Đâu. Sống ở đây là không cần có ổ khóa nè. Nè khóa lại. Wow. Trời đất ơi thấy ghê không? Mỗi lần mở ra bấm mật khẩu 3529 đó rút ra. Đó, ghê không quý vị? Đây xin mời mọi người vô sofa nhà Lâm chơi. Đó, okay. Có bắp rang luôn ta. Gì? Bắp rang. Ai ăn bắp rang để tình luôn. Đó là cái sofa như vậy nha. Đưa em lên sofa, xuống dưới và dưới TV. Anh đôi tôi xin em biết, xin em nhớ nhiều vàng cho nên để chiều nàn. Quá khứ kia của anh chứ có đây là đó. Là cái sofa, cái gì vậy đã? Đây cái bình xịt cái gì không có gì hết đó. Đó, đây cái chiếu nha vậy nha. Đó. Đó, thường mọi người muốn tham quan phòng ngủ cho Lâm không ạ? À? Thôi mở cửa ra tới xui. Đây, xin mời mọi người ạ. Đó, ở đây thì nó cũng không có gì nha quý vị nha. Xin mời mọi người ra đường này nha. Đó, đi con. À, ra đi rồi đi. Đó, vậy thôi, dễ thương. Phá. À, phá ổ phá lại. À, quên. Rồi. Quên. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.